much, much higher during the past few weeks. It's come down, but now it's rising, and very rapidly. You see, we're in a storm, and the water is rising. There are farms and houses around, so there's a lot of concern right now to be prepared for the next storm, which will be coming this weekend. UNICEF is here to deliver water filters to schools and households, because right now, with this kind of storm and weather, the lack of fresh water is a real risk for the health of women and children. Hello, my name is Lee Phan Việt Linh, UNICEF Vietnam Program Specialist. I'm in charge climate change, disaster risk reduction and emergency. Vietnam is the third most affected country by the climate crisis. The country has faced unprecedented large-scale disasters, severely impact children, women, families and communities for the last 8 years. Severe droughts, heavy storms, landslides, salt water intrusion, heat waves and flood are increasing both in frequency and severity. Extreme weather events threaten millions of children, women, families every year, putting children's lives, their development at risk. UNICEF supports national partners, vulnerable provinces, and communities before, during, and after emergency. For example, in Sóc Trăng, sau 20 năm hoạt động, trạm cấp nước mỏ nó xuống cấp, chưa có được đi vào, rồi vệ sinh thì kém, về công suất của trạm thì nó thấp so với nhu cầu hiện nay, người ta rất cần rất là nhiều cái nước sạch. Cái công trình cấp nước này nó bị ngập và cái chất lượng nước cấp ra thì nó cũng chưa đảm bảo. Phía UNICEF đã hỗ trợ đầu tư cho trạm cấp nước mỏ với hạng mục là làm cái đường vào trạm. Cái thứ hai nữa là nâng cái cốt nền chạm, và thứ ba là đầu tư cái hệ thống lọc, thứ tư nữa là cái hệ thống để xử lý. Chúng tôi áp dụng cái năng lượng tái tạo là năng lượng mặt trời để vận hành cho cái trạm này, đảm bảo là cấp nước thường xuyên và liên tục, tránh những cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như là tiết kiệm năng lượng. Với cái sự đầu tư của UNICEF á, hiện nay thì cái công suất chạm được nâng lên tăng gần 4 lần và hiện nay là đủ nước cho người dân. So these are some of the consequences of the climate crisis. It directly threatens access to water, sanitation, hygiene, education, which is always interrupted by emergencies. Children's health, nutrition, often with their families' livelihoods destroyed, and unable to ensure access to sufficient appropriate nutrition. Climate crisis are putting children's safety, well-being at risk. It brings a long-term impact that need to be assessed and mitigated before emergency hit children. Strong and resource plans need to be in place to ensure immediate life-saving assistance to families when disaster strike, and learnings for long-term risk reduction. Early improved preparedness must be applied after emergencies to build long-lasting resilience. This is UNICEF approach. Các bạn muốn góp phần của mình vào để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, giúp cho xã hội
càng ngày càng phát triển hơn nhưng mà không hủy hoại đến môi trường, và con mong là cả cộng đồng sẽ cùng chúng ta giúp đỡ con và các bạn của con. Listen to Châu, looking at evidence and UNICEF experience, it is very clear that we must all be part of the solution. UNICEF is committed partner support the government of Vietnam with disaster risk management and delivering life-saving support when needed. For example, we have provided 60 tons of nutrition supplies to children affected by floods in recent years. But the threats and the consequences that the climate crisis already bringing, putting children's life and development in danger, cannot be addressed by just one or two actors. We all need to be involved, be like Châu, be part of solutions.